Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2022. Mình lại tiếp tục mình lên cái dòng đai châu Thái lá miết xếp cho các bạn nhé. Quãng thời gian vừa rồi mình chia sẻ một chút về đai châu Thái và được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Nhân tiện đây mình gửi lời cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nhé. Đây là một cái dòng lan mà hầu như nhà vườn nào cũng phải trồng. Cho dù bạn chơi đen rô, hồ điệp, chơi hàng phi điệp, hàng va vấp, hàng cao cấp, đơn thân dễ gió gì chăng nữa thì cái vườn lan của nhà bạn chắc chắn phải có cái cây này. Bởi vì cái cây này là cái cây nó là dòng giống như là biểu tượng của phong lan vậy. Nên vì vậy mà hầu như ai ai cũng phải chơi. Em này thì ngoài Bắc thường thường gọi tên em này là đai châu. Còn đâu là trong Nam gọi là ngọc điểm, người miền Trung thì gọi là nghinh xuân. Tại vì rằng là em này là mỗi lần mà Tết đến là em ấy sẽ sổ bông đón Tết. Nên vì vậy mà có cái tên gọi là nghinh xuân. Nghinh tức là đón, nghinh đón, xuân tức là xuân đã về đã các bạn. Cây này là cái cây mà rất là dễ sống các bạn nhé. Em này thì có hai dòng, dòng rừng và dòng Thái. Hiện tại thì bên mình nhà bán hàng Thái, bởi vì hàng rừng nó chỉ có một màu trắng tím thôi. Cái màu nó rất là tẻ nhạt, rất là không có đa dạng. Thì người Thái người ta đã lai tạo ra rất là nhiều màu khác nhau. Thì trong đó là cái dòng đai châu Thái thì có mấy chục màu khác nhau các bạn. Nhưng mà cái lô của mình trồng này là trồng từ cái cây con nhỏ xíu này, có khoảng độ nào đập chai từ nhỏ bên Thái Lan á. Nên khi mà em mới được 3 tuổi, tức là được 35 tuổi thì bắt đầu là xuất hàng. Thì những cây này thì năm trước thì nhà vườn sổ ra khoảng độ đến 7 đến 8 màu khác nhau. Thì có tất cả là chủ đạo vẫn là những cái màu cơ bản, đó chính là đỏ, trắng, đốm, bò sữa, màu cam, màu vàng và màu xanh cốm nhạt. Thì mặt bông sổ như thế nào thì mình sẽ để góc màn hình cho bạn tham khảo. Thì cây rất là đẹp. Một chậu này thì là mình không phải đây là hàng nhập nhá, hàng nhập là hàng nhập cái chai thôi, mình đập vào thôi. Nó trồng tại Việt Nam được 3 năm nay rồi. Thì là cây nó rất là khỏe, có những bộ rễ xanh như thế này nè. Nó bám một cái này rất là chắc chắn. Một chậu thì bên mình bán với giá là 150.000 một chậu và chưa tính ship vận chuyển. Nếu các bạn mà mua 5 chậu thì sẽ được miễn tiền ship combo 5 chậu, tức là 5 màu khác nhau. Mình sẽ lựa cho các bạn 5 màu khác nhau thì sẽ là được là giá là 750.000 và bao ship. Thì tại sao mình lại nói là lựa màu khác nhau? Tại vì rằng là mình sẽ lựa cổ lá này này. Cổ lá các bạn nhé. Đai châu thì có rất là nhiều màu, mấy chục màu khác nhau các bạn ạ. Ví dụ như là mình nói đơn thuần như là cái màu đốm thôi, mình sẽ để trên màn hình cho các bạn. Màu đốm có mấy chục màu khác nhau đó. Mỗi năm Thái nó lại ra một cái màu đốm khác nhau mà. Đốm 20, 21, 22, mỗi năm nó lại ra một màu, nên vì vậy mà rất là nhiều màu. Cái cây này cổ là cổ lá màu trắng này. Rễ xanh này. Cây này các bạn để ý kỹ này. Cổ lá của em này chấm đen, chấm li ti này. Thì nó sẽ ra hai cái màu khác nhau nhé. Em này là cổ lá, là em đến là cổ lá màu đỏ này, màu đỏ đậm này, dễ hơi sẫm chút xíu này, thì sẽ cho được 3 màu khác nhau. Đây em này cổ lá rất là nhiều màu đỏ này, các bạn thấy không? Các bạn đấy kỹ gần đây này, đã sổ được ra 4 cái cổ lá khác nhau rồi. Thì là các bạn sẽ được ra là 4 màu khác nhau. Đó, mình là lựa màu, là lựa màu theo lá, chứ không phải là lựa màu là theo nhìn vào theo lá là màu khác nhau này. Đó. Chứ còn đâu nếu mà đai châu mà chúng ta mà nói vào nhìn vào lá mà đoán được màu thì rất là khó, hầu như là không thể đấy. Bởi vì mấy chục màu mà chúng ta chỉ dựa có hai cái yếu tố lá và rễ thì nó sẽ rất là dễ bị trùng lặp. Nên vì vậy mà mình không có dám cam kết rằng là sẽ lựa cho các bạn là cây chuẩn màu, chỉ cố lựa được màu khác nhau. Còn nó vườn sổ màu như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nó màu bạn bông như vậy. Thì cây của chúng ta nó có những đặc điểm như sau các bạn nhé. Cây của chúng ta là ít nhất nó phải được 4 cọng lá này. Các bạn lưu ý giúp mình nhé. Khi các bạn nhận hàng, các bạn hãy mang cái thước ra các bạn đo giúp mình này. Cây này bản lá là 4cm này. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 cọng lá. Cây có 4 cọng lá. Lá mít xếp. Và có cái bộ rễ xanh. Bộ rễ xanh như các bạn này. Cái rễ dài thì có thể là mình sẽ cắt đi. Mình sẽ để lại rễ xanh ở trong đây để về các bạn trồng. Thì cái dòng này là cái dòng mà cực kỳ là dễ trồng. Nó rất là khỏe, lên nhiều lúc mọi người hay gọi là khỏe như trâu. Đai trâu khỏe như trâu là vậy. Nên vì vậy mà cái dòng này nó không có kén người chơi đâu.
người mới chơi cũng cũng có, mà người chơi lâu năm cũng có, mà người người chơi hàng cao cấp tiền tỷ cũng chơi dòng này, và người nghèo thì cũng chơi dòng này. Em này, em được cái một cái đặc điểm đó chính là rất là hay, đó chính là em hay lở vào đúng cái dịp Tết. À, khoảng cách hay à, khoảng cách của hai lá nó rơi vào khoảng 25 cm các bạn này. Khoảng cách hai lá tùy màu sắc các bạn nhé. Cây màu trắng thì có thể nó sẽ bự hơn một chút xíu, thì nó sẽ bự hơn này, nó có thể là lên đến 30 cm. Cây màu trắng có thể nó lên đến 30 cm. Còn những cái cây màu như này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu. Có cây khoảng độ là từ 23, có cây 25, có cây 27. Ví dụ cây này này, cái này nó rơi khoảng độ 25 cm các bạn này. Đó, 4 cặp lá, 1, 2, 3, 4. Cũng có nhiều người đặt hàng hỏi bảo rằng là Dan ơi, tại sao bạn lại không có bán cái hàng mà đa châu Thái nó bóc trụ, nó bóc ra nó bán theo ký đấy các bạn. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn để các bạn tiện theo dõi nhé. Mình thử đặt cái câu hỏi rằng là cái cây đai châu của các bạn nó đang trồng trong chậu như thế này, nó rất là đẹp, nó rất là có giá trị, rất là khỏe mạnh, tại sao chúng ta lại nhổ ra chúng ta bán theo ký? Các bạn có đặt cái câu hỏi như vậy không? Tại vì rằng á, những cây mà thường thường người ta bóc ra người ta bán theo ký thì thường thường cây nó sẽ bị hư rễ này, hoặc có thể nó bị ruồi vàng nó chích vào một trong những cái lá ở đây mà chúng ta có thể là không phát hiện ra, nhưng mà nhà vườn người ta phát hiện ra. Nói chung là những cái cây mà thường thường bán theo ký bị nhổ ra đó thì nó sẽ bị mắc một vài lỗi, nên vì vậy họ mới bán theo ký. Còn đâu là không bao giờ có cây nào đẹp như thế này mà người ta lại nhổ ra người ta bán theo ký bao giờ các bạn ạ. Nên vì vậy mà khi chúng ta mua thì chúng ta cứ lên chọn cái hàng cao cấp là cái cây này này, nó trồng trong chậu này. Các bạn muốn về các bạn tách ra các bạn trồng được, mà các bạn để nguyên được. Nhưng mà tốt nhất nếu mà những người mà mới chơi đó thì chúng ta để nguyên cái chậu này, bạn cho sang cái chậu mới, các bạn chèn than vào, cho 3-4 miếng than, sau đó là các bạn để dưới một lớp lưới là cây nó sẽ khỏe mạnh. Còn về đai châu có nhiều người bổ là tưới phân thuốc, nhưng mà thực tế là cái đấy nó không phải là yếu tố quan trọng đâu. Đai châu các bạn mà muốn nó cây nó khỏe mạnh thì các bạn quan trọng nhất là cái việc đó chính là giữ ẩm. Vườn bạn phải có gió ở dưới, có gió thì dòng này nó mới ra rễ được. Bởi vì em này là em là cái dòng đơn thân dễ gió. Đơn thân tức là em chỉ trồng một chậu, một cây một chậu thôi. Mà dễ gió tức là em này phải có gió thì dễ em sẽ bò ra. Thứ hai là lượng ẩm nhà các bạn phải ẩm. Sáng nào các bạn cũng phải tưới, giữ ẩm. Chúng ta giữ ẩm thì cây nó sẽ ra rễ và nó sẽ không có bị rớt cái lá chân này. Còn nếu các bạn mà nhà bạn mà không mà tưới nước ấy, thì mình khuyên các bạn là nếu mà không có thời gian mà chăm sóc tưới lan ấy, thì tốt nhất là không có lên chơi. Bởi vì dòng này nó ưa ẩm mà các bạn mà không có tưới thì cây nhìn nó rất là xấu, nó sẽ nhăn lá, nó vã rớt cái lá chân này, nhìn nó rất là xấu. Cây của bên mình còn cả cái lá chân từ lúc ban đầu đập chai các bạn này, màu các bạn thấy không? Cái lá chân của nó này, đó, cây nó rất là khỏe. Các bạn thấy là vẫn còn cái lá chân này. Đó. Đây có những cây còn lá chân nó rất là đã, các bạn nhìn thấy này. Lá chân này, đó. Lá chân này. Cây rất là khỏe mạnh. Thì chúng ta trồng những cây này thì đến Tết thì sẽ cho ra bông nhé. Bởi vì cây của chúng ta là được 4 cặp lá rồi. 4 cặp lá này. 4 cặp lá đây này. Cây 4 cặp lá thì chúng ta trồng từ bây giờ đến Tết nó sẽ ra thêm 2 cái lá nữa. Tức là nó được khoảng độ 5 cặp lá. Mà cây 5 cặp lá là cây cũng là khá là ok rồi. Thì nó sẽ sổ bông cho chúng ta. Các bạn là sổ bông thì chúng ta sẽ biết được cái mặt bông của cây nó như thế nào. Thì lúc đấy chúng ta ngắt đi. Để năm sau, 2-3 năm sau thì chúng ta cho ra bông thì cây nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây chính là cái bí quyết của mình trồng đai châu là vậy. Chỉ biết mặt bông sau đó là ngắt đi nhé. Đợi khoảng độ 3-4 năm nữa thì nó sẽ đẹp. Đó, cây rất là khỏe, bộ rễ này, cổ lá này. Hầu như cây nào cũng thế, bên mình có bộ rễ xanh các bạn nhé. Cây nào cũng bộ rễ xanh hết này. Cây nào cũng bộ rễ xanh. Giá là 150.000 một chậu, chưa tính ship vận chuyển. Nếu các bạn mà mua 5 chậu thì sẽ được miễn tiền ship là giá 750. Đai châu rất là đẹp, các bạn thấy rất là đẹp. Cái dòng lá bên mình là bán dòng là lá mít xếp các bạn nhé. Lá mít xếp, lá mít nó ngắn này, nó xếp, nó sẽ khít lại với nhau. Thì vì vậy mà gọi là lá mít xếp. Trong cái dòng đai châu thì nó mắc tiền nhất, đó chính là về kiểu lá. Đai châu có rất là nhiều kiểu lá các bạn này. Lá lướt, lá kiếm, lá dài, lá mít, lá xếp, lá mít xếp,
lá mít xếp đồng xu, lá mít xếp ruột rịt, có đến 8 đến 10 kiểu lá khác nhau các bạn ạ. Khi các bạn mua hàng, các bạn nên hỏi nhà vườn là bán kiểu lá gì nhé, thì chúng ta mới quyết định được về giá tiền. Nếu mà cũng là cái cây như thế này, nếu mà nó là lá lướt ấy, thì nó sẽ rộng như này này, lá nó dài như thế này, nó sẽ có khoảng cách như này, nó không có khít vào, nó không khít giống như lá mít của mình, nó sẽ rộng nó như này và nó sẽ dài như này, thì nó giá tiền nó sẽ rẻ hơn. Ngoài về kiểu lá thì đây châu nó sẽ mắc về màu sắc, có những màu rất là hiếm, màu đẹp giống như là màu hồng cánh sen này, màu hồng cánh sen này, màu bò nu này, hoặc là màu đỏ cánh sen, tức là nó pha giữa màu hồng và màu đỏ, cái màu rất là đẹp. Thì đó chính là những cái cây màu nó sẽ sưu tầm riêng và họ để riêng là họ bán, chứ họ không có để chung cho chúng ta. Nên vì vậy mà khi mà các bạn mua chuẩn màu thì giá tiền nó sẽ cao hơn. Ví dụ như là cây này, nó mà là cây màu hồng cánh sen thì nó không phải là cái giá 150.000 như mình bán. Nếu mà cây này là màu hồng cánh sen thì nó rơi vào độ là 201, 202, có thể là lên 203. Cái màu đấy, màu sắc đấy, màu sắc nó cũng đánh giá và cái giá trị của cây nó rất là nhiều. Nên vì vậy mà khi chúng ta mà mua hàng, đặc biệt là chúng ta quan tâm vào cái dòng này, đai châu này này, thì các bạn cũng nên nghiên cứu một chút xíu về kiểu lá và màu sắc thì chúng ta mới quyết định được cái giá tiền các bạn nhé. Bên mình thì bán hàng á, có một cái nguyên tắc bất di bất dịch, đó chính là bên mình là không có nhận chuyển khoản. Bên mình không có nhận chuyển khoản và không có nhận đặt cọc tiền. Khi mà các bạn nhận hàng thì các bạn hãy kiểm tra hàng đẹp như những gì mà mình nói, cây nó khỏe mạnh đẹp thì các bạn hãy thanh toán cho shipper. Còn nếu mà không đẹp thì các bạn hãy hoàn tiền về. Còn trong quá trình vận chuyển nếu mà nó có bị hư hại lan ra sao thì các bạn hãy gọi điện cho mình, bên mình sẽ hỗ trợ về cái tiền đền bù cho cái cây của các bạn bị hư. Cái đấy là mình bảo hành cho các bạn, bảo hành cho các bạn cây là 4 cặp lá này, lá mít xếp này, và lá không bị lộ, cây không bị đối lá này, và bộ rễ xanh. Rễ xanh, cây nào cũng có rễ xanh ở trong đây các bạn nhé. Trong quá trình chia sẻ mà còn cái điều gì nó mà chưa đúng, thiếu hợp lý thì các bạn hãy góp ý giúp mình nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn có thể sưu tầm những chậu này chúng ta trồng, chăm từ bây giờ cho đến Tết thì các em sẽ cho ra bông. Những cái cây lan mà chúng ta tự tay chăm sóc nó giống như là chăm bóng một cái đứa trẻ vậy. Cảm giác nó rất là đã. Khi nó ra bông thì chúng ta giống như là thành quả lao động suốt bao nhiêu năm của chúng ta. Thì chúng ta nhìn cái giò lan nó sẽ đẹp, nó thật là ý nghĩa, cảm giác rất là tuyệt. Chứ nếu mà chúng ta mà mua lan và chúng ta chơi thì nó không có trải nghiệm được những cảm giác đấy. Cái đấy mà tiền cũng không thể mua được các bạn à. Chỉ có chúng ta phải có thời gian, công sức thì mới có được cái cảm giác như vậy, đúng không các bạn? Dòng này thì là chơi đai châu này, cái dòng này chúng ta chơi trồng cây này nó tuổi thọ rất là cao, có thể là 20-30 năm. Nên vì vậy mà có những cái tên rất là mím miều gọi là cụ châu, có những cây nó rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.